mà bỏ xuống đi. Ủa mà chồng em đâu rồi? Cái thằng chồng của em đó, nó nói là đi làm cái món gì dữ dằn lắm, đãi mọi người ăn một bữa, đi biển thịnh soạn một bữa, nó lú đầu đâu nãy giờ không thấy nó đâu hết. Quá trời ơi, mà 2/16 nhé, mình linh lắm. Có gà, có gà, mạnh gà xin chào cả nhà. Có gà, đãi Cần Thơ có gà. Hai đứa Cần Thơ đi Cần Thơ luôn, có gà. Ủa đi biển mà. Đi biển ra tưởng đâu hải sản tôm hùm gì. Gà mà còn không được con gà nữa, cái chân gà. Trời ơi, vậy cho nó tiết kiệm, mỗi bạn không ăn người ta ăn bụng ngộ ghê. Ê, anh, nè mà nhìn coi ai thèm ăn không? Anh làm hả? Anh làm. Ăn được. Ai biết thằng chuối. Này chỗ này mà cũng ăn thèm em đó nha. Hải sản có tôm, mì tôm là cũng là tôm. Đó. Nani? Ai ốt mà. Hải sản anh em ơi, mì tôm. Ớ, chánh. À cái này là làm tôm gì, tôm bé bé hả, mấy tôm nhỏ. Vị tôm, vị tôm. À vị tôm luôn cũng không được. Vô ăn khui với mạnh trai vô đi.